Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2024, do tác động của việc tăng giá xăng dầu và biến động giá nguyên vật liệu, tiến độ thi công các dự án phục vụ sản xuất và phòng chống lụt bão cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay, các chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các công trình, kịp thời đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 55 dự án đầu tư nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và phòng chống đột bão. Ngay từ đầu năm, các chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công. Hiện tại, các dự án đều đảm bảo tiến độ và phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng. Là do chủ yếu là để chống sâu về lụt bão, cho nên là chủ đầu tư cũng như tư vấn giám sát, tức là kết hợp với nhà thầu thi công, tức là chỉ đạo anh em làm ngày và đêm có những lúc là tăng cả một số ngày làm ca đêm cho nên là tiến độ hiện nay là tương đối đảm bảo và đến giờ phút này với công trình này đã đạt được 95%. Các công trình được phê duyệt triển khai trong năm 2004 đều là những công trình đảm bảo an toàn cho tiêu úng, xả lũ và điều tiết nước khi có mưa bão xảy ra. Vì vậy các công trình đều đang được các nhà thầu tập trung thi công 3 k để đảm bảo tiến độ đến thời điểm này đã có 12 công trình đã hoàn thành, 30 công trình hoàn thành 80% khối lượng. Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ, tập trung được trên 3.500 ha nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân đầu tư nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt những năm gần đây huyện hậu lộc đã ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành thủy sản lồng ghép với các chính sách của trung ương và của tỉnh để hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản bên cạnh đó huyện chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy sản khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để sản xuất giống cua ngao tôm xú phát triển vùng nuôi thủy sản thâm canh tập trung ứng dụng công nghệ cao đến nay hậu lộc đã xây dựng được nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tập trung ở các xã như đa lộc minh lộc xuân lộc hòa lộc một số diện tích cho giá trị thu nhập hàng tỷ đồng trên một hecta mỗi năm. Gia đình tôi là cũng tích tụ được khoảng gần 2 hecta với cái cái tạo điều kiện nó cấp tiền như thế là chúng tôi mới mạnh dạn đầu tư và một năm là có thể nuôi được 4 năm vụ tôm mà để luân chuyển được cái thời gian nó ngắn hơn, nó có hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đến nay Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được trên 3.500 ha, nhiều nhất là ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Sương, Nông Cống, thị xã Nghi Sơn. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tổ chức cá nhân, đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tôm là đối tượng nuôi chủ lực. Đến nay, toàn tỉnh có trên 700 ha nuôi tôm thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, với năng suất trung bình đạt 18,5 tấn một hectare mỗi năm góp phần đưa sản lượng nuôi trồng thủy sản của Thanh Hóa năm 2023 đạt trên 73.800 tấn, tăng hơn 3.000 tấn so với năm trước. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 74.500 tấn. Đã bắt đầu vào mùa nắng nóng, thị trường điện lạnh cũng sôi động hơn. Vào thời điểm này, các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng hè năm nay, các hệ thống siêu thị cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sớm nguồn hàng, đồng thời có các chương trình giảm giá từ 10 đến 30% các mặt hàng như quạt, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước, tùy mẫu. Một số mẫu cũ, hàng tồn có giá giảm đến 50%. Bên cạnh đó, các đơn vị còn miễn phí lắp đặt, tặng phiếu mua hàng, mua trả góp không lãi suất, chú trọng bán hàng online nhằm tăng sự cạnh tranh về giá. Mục tiêu của trung tâm mua sắm khí Thanh Hóa thì là mục tiêu đã tăng trưởng 30% so với cục kỳ năm trước và so với những tháng liền kề thì tháng tháng 5 tháng 6 là những cái tháng mà đỉnh điểm của mùa nóng thì trung tâm cũng chạy những cái chương trình như chương trình báo giá mùa nóng, chương trình xả kho. Thì bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm máy lạnh mùa vụ thì có sản phẩm giá Máy lạnh Invector e thì chỉ còn có 5 triệu 990, hoặc là những cái sản phẩm máy lạnh của Ritech thì còn có 4 triệu 9. Trong khi đó là trung tâm còn có những cái chương trình như là bao công vật tư lắp đặt lên đến, đến 1 triệu 2. Hiện nay trên thị trường, các sản phẩm điện tử, điện lạnh có vòng đời ngắn hơn khi các nhà sản xuất liên tục cho ra đời những sản phẩm mới. Thêm vào đó, hai năm qua, lượng tiêu thụ một số sản phẩm có xu hướng giảm. Do vậy, việc cạnh tranh về giá luôn rất cao, sản phẩm điện lạnh có mức giảm giá nhanh. Dù có nhiều lựa chọn nhưng khách hàng lưu ý nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ở các địa điểm uy tín để mua được hàng chất lượng. Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng khâu kiểm soát an toàn, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Những ngày qua, ba đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về an toàn thực phẩm đang thực hiện việc kiểm tra giám sát tại 106 cơ sở sản xuất, cung ứng kinh doanh thực phẩm ở 13 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các đoàn liên ngành đã tập trung kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến bảo quản vận chuyển thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt lực lượng chức năng còn chú trọng kiểm soát các đầu mối sản xuất chế biến, cung ứng thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi vẫn ưu tiên cái việc thực hiện cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như là các cái cách để thực hành thực hiện đầy đủ về quy định về thực bảo đảm an toàn thực phẩm. Thế còn đối với các cái trường hợp mà vi phạm mà nghiêm trọng trong cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm về hàng hóa xuất xứ hàng hóa thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý vi phạm. Ở các địa phương, lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, đảm bảo việc kiểm tra giám sát ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Đợt cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được các đơn vị chức năng triển khai đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024. Thời gian gần đây, thành đoàn thành phố Thanh Hóa có nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực thành phố qua các phương tiện số, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dùng mạng xã hội. Hoạt động này giúp lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực và góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch của thành phố Thanh Hóa. Những hình ảnh, clip đẹp hấp dẫn về các địa điểm, món ăn, đồ uống nổi tiếng của thành phố Thanh Hóa đã được các bạn trẻ đưa lên kênh Ăn uống Thanh Hóa trên hai nền tảng mạng xã hội đang phổ biến nhất hiện nay là TikTok và Facebook. Đến nay, fanpage Ăn uống Thanh Hóa đã thu hút được 165.000 lượt thích và gần 200.000 người theo dõi. Ngoài ra, trang fanpage Ăn uống Thanh Hóa cũng đã phối hợp với thành đoàn thành phố Thanh Hóa xây dựng sách giới thiệu và bản đồ ẩm thực thành phố Thanh Hóa đặc biệt với bản đồ ẩm thực đã được số hóa bằng mã QR, mọi người có thể dễ dàng nhanh chóng truy cập vào các địa chỉ ăn uống uy tín, các điểm du lịch hấp dẫn. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng, đặc biệt là tuyên truyền đối với định hướng đối với đối tượng là thanh thiếu niên trẻ và để các bạn không những là người được xem trực tiếp gắn kết với là không gian ẩm thực đấy mà các bạn còn là người trực tiếp trải nghiệm và đánh giá về cái lĩnh vực về ẩm thực Việc ứng dụng công nghệ sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của các bạn trẻ đã góp phần quảng bá lan tỏa những giá trị độc đáo trong văn hóa ẩm thực của địa phương, đưa ẩm thực trở thành một trong những yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch đến với thành phố Thanh Hóa. Không chỉ đi lại hết sức khó khăn mà còn luôn phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường, đó là thực tế mà người dân sống dọc hai bên tuyến đường tỉnh 525 đoạn qua huyện nông cống phải gánh chịu gần 3 năm nay do tuyến đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2021, Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã ký biên bản thỏa thuận với huyện Nông Cống, mượn tuyến đường tỉnh 525 đoạn qua địa bàn huyện để làm đường vận chuyển phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam, đồng thời cam kết sau khi dự án hoàn thành sẽ sửa chữa hoàn trả nguyên trạng tuyến đường như trước khi sử dụng. Đến nay, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần một năm. Ủy ban nhân dân huyện Đông Cống đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo thực hiện đúng cam kết, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường như trước khi mượn. Tuy nhiên đến nay, các đơn vị liên quan vẫn chưa có động thái hoàn trả tuyến đường. Là cán bộ xã, cán bộ huyện xuống giải thích thấu đáo. Từ hứa với dân là đầu năm dương lịch, quý 1 năm 2024 sẽ tiến hành làm nền đường và giải thảm. Nói thật là đến hôm nay chẳng thấy cái gì cả. Mới đây, Ủy ban dân huyện Nông Cống đã có văn bản báo cáo Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và Sở Giao thông Vận tải đề nghị chấp thuận chủ trương cho địa phương đầu tư sửa chữa đoạn từ km 14 720 đến km 18 853 với chiều dài hơn 4 km là đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng nhất để tạm thời đảm bảo giao thông trên tuyến. Bản tin 18 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!